kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý sau. Các địa phương trong cả nước tăng cường tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch nhằm kích cầu thu hút du khách trong bối cảnh phục hồi mạnh mẽ lĩnh vực du lịch dịch vụ. Cục thuế tỉnh Hải Dương triển khai đồng bộ các biện pháp, phấn đấu đến ngày 1 tháng 7 tới đây, 100% doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn tỉnh áp dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Cảnh báo các thuê bao di động về tình trạng tội phạm lợi dụng tính năng chuyển hướng cuộc gọi để đánh cắp thông tin mã OTP của người dùng. Tại SEA Games 31, Quảng Ninh đăng cai tổ chức 7 môn thi đấu, nhiều thứ hai trong số các địa phương đồng đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Đây là cơ hội rất lớn cho du lịch Quảng Ninh quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, thu hút du khách quốc tế trong bối cảnh phục hồi mạnh mẽ lĩnh vực du lịch dịch vụ. Khu tinh dưỡng Legacy Yên Tử là địa điểm đăng cai tổ chức môn cờ tướng của SEA Games 31. Dự kiến sẽ có hàng trăm kỳ thủ cùng thành viên các đoàn tham dự và đơn vị truyền thông quốc tế sẽ thi đấu, làm việc và trải nghiệm dịch vụ tại đây. Tận dụng cơ hội này, đơn vị nỗ lực đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức môn thi, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ấn tượng tốt nhằm quảng bá, xúc tiến, thu hút du khách quốc tế, nhất là từ thị trường ASEAN. Ngay bây giờ là cái phần bếp của Legacy đã lên các cái món ăn để phục vụ cho văn hóa của các nước. Đạo Hồi mình phục vụ thế nào, đạo Phật thì phục vụ thế nào, và đạo Thiên Chúa thì phục vụ ra sao. Tất cả những cái đó là anh em đã phải tính toán từng ly từng tí một. Khi các cái kỳ thủ của văn hóa nào thì chúng ta phục vụ theo cái văn hóa của họ. Bên cạnh đó, không gian của ngủ rồi là các cái không gian khác nữa thì làm sao để người ta tạo ra một cái cảm xúc tốt nhất. 7 môn thi đấu SEA Games sẽ được tổ chức tại Hạ Long, Cẩm Phả và Uông Bí. Cùng với đảm bảo các điều kiện lưu trú chất lượng cao, phục vụ vận động viên và các đoàn khách, ngành du lịch chủ động kế hoạch đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vùng đất con người Quảng Ninh. Các doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm tour du lịch ngắn ngày trải nghiệm, khám phá đặc trưng thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực Quảng Ninh như thăm vịnh Hạ Long, tour tham quan các điểm đến trong thành phố, du lịch văn hóa, chăm sóc sức khỏe. Nguồn nhân lực được quan tâm đào tạo, đảm bảo chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là cái cơ hội rất lớn để cho các doanh nghiệp lữ hành chúng tôi tiếp cận với lại cái nguồn khách quốc tế đến Việt Nam sớm nhất và nhanh nhất. Với việc Quảng Ninh đăng cai tổ chức 7 môn thi đấu SEA Games, ngành du lịch được hưởng lợi ích kép, vừa đón được khách quốc tế, vừa quảng bá được hình ảnh thương hiệu du lịch Quảng Ninh, an toàn, thân thiện, hấp dẫn, sẵn sàng đón bạn trở lại. Tạo ấn tượng tốt đối với du khách từ thị trường ASEAN, một trong những thị trường quốc tế trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2022 này. Từ đầu năm đến nay, thị trường du lịch của Hòa Bình tích cực phục hồi với lượng khách tăng đáng kể. Các khu điểm hút khách nhất vào các kỳ nghỉ cuối tuần. Quý 1 toàn tỉnh ước đón 938.000 lượt khách, tăng 99,6% so với cùng kỳ, đạt 36,4% kế hoạch năm. Tổng thu từ du khách khoảng 950 tỷ đồng, tăng 109,3% so với cùng kỳ, đạt 39,6% kế hoạch năm. Cùng với hoạt động du lịch được mở cửa hoàn toàn từ trung tuần tháng 3, Hòa Bình đang đẩy mạnh triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nhiều địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện Mai Châu, Lạc Thủy, Tân Lạc tập trung xây dựng điểm đến an toàn, làm mới sản phẩm du lịch, kết nối tour tuyến với du lịch các tỉnh, thành phố. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch, tổ chức hoạt động sự kiện về du lịch văn hóa thể thao với thông điệp Hòa Bình, điểm đến du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn. Theo kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch, nền tảng số này dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 11. Sau khi đã triển khai tại từ 5 đến 10 tỉnh, thành phố, nền tảng này được Bộ Thông tin và Truyền thông xác định là một trong 35 nền tảng số quốc gia cần ưu tiên phát triển. Yêu cầu đặt ra là nền tảng phải phục vụ tốt nhất việc chuyển đổi số, phát triển kinh tế du lịch. Cụ thể là số hóa dữ liệu ngành du lịch, cập nhật thường xuyên thông tin, dữ liệu số về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch, thị trường du lịch, phát triển hệ sinh thái các giải pháp quản trị và kinh doanh du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch đẩy nhanh chuyển đổi số. Hơn 2 năm qua, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển, mang đến nguồn doanh thu không nhỏ cho các tổ chức cá nhân.
Tuy nhiên, công tác quản lý thuế đối với loại hình kinh doanh này vẫn còn nhiều khó khăn, dẫn đến số thuế thu được còn khiêm tốn. Theo công bố của Hiệp hội Thương mại Việt Nam, Vĩnh Phúc là tỉnh có chỉ số phát triển kinh doanh thương mại điện tử đứng thứ 14 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Các hình thức kinh doanh thương mại điện tử phổ biến trên địa bàn tỉnh hiện nay là bán hàng qua các trang mạng xã hội, các sàn giao dịch thương mại điện tử như Facebook, Zalo, Shopee, Lazada, Sendor và tự thiết kế website để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Nhờ bán hàng qua mạng, nhiều tổ chức cá nhân đã có nguồn thu nhập không hề nhỏ, ngay cả khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Để chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, Cục Thuế tỉnh tích cực hướng dẫn đôn đốc người nộp thuế kê khai, nộp các loại thuế có liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, tăng cường phối hợp với các sở ngành liên quan, các ngân hàng thương mại để rà soát, thu thập thông tin của các tổ chức cá nhân có giao dịch từ các trang mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử. Theo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay đơn vị đã thu thập được thông tin của hơn 30 tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn để đưa vào diện quản lý thuế. Từ năm 2021 đến nay có 5 tổ chức cá nhân kê khai nộp thuế với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Còn tại Hải Dương, Cục Thuế địa phương này đang triển khai đồng bộ các biện pháp, phấn đấu đến ngày 1 tháng 7 tới đây, 100% doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn áp dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, nếu như trước đây trong giao dịch, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hùng Tiến ở thị trấn Thanh Miện chỉ sử dụng hóa đơn giấy thông thường. Nhờ được tuyên truyền của cơ quan thuế về lợi ích từ việc sử dụng hóa đơn điện tử, từ đầu năm 2021 trở lại đây, doanh nghiệp này đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Sử dụng hóa đơn điện tử thì mình không mất thời gian để lập hóa đơn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không mất thời gian lưu trữ. Và cái thứ ba là tránh thất lạc hóa đơn. Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế sớm áp dụng hóa đơn điện tử, đến nay hơn 500 doanh nghiệp tổ chức thuộc quản lý của Chi cục Thuế khu vực Tứ Lộc đã áp dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch mua bán hàng hóa, đạt tỷ lệ 78%. Chúng tôi sẽ bám sát các văn bản chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh Hải Dương, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng theo nhiều phương thức để người nộp thuế thực hiện hóa đơn điện tử, tích cực đôn đốc người nộp thuế thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định, hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế khi người nộp thuế triển khai hóa đơn điện tử, thường xuyên tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để đẩy mạnh kết quả thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để giúp doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn tỉnh chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử từ khâu tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn và hỗ trợ. Ưu điểm khi sử dụng hóa đơn điện tử giúp cho doanh nghiệp tổ chức tiết kiệm được thời gian, giảm chi phí, tăng cường khả năng bảo mật, lưu trữ hóa đơn, rút ngắn thời gian thanh toán và hiện đại hóa trong hoạt động quản lý kinh doanh. Cục Thuế tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thường xuyên với Cục Thuế tỉnh để triển khai cái giải pháp về áp dụng hóa đơn điện tử. Đối với loại ngành thì yêu cầu các phòng chức năng, chi cục thuế các khu vực, thành phố thông báo cho người dân, doanh nghiệp để chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thực hiện lựa chọn các đơn vị thực hiện các giải pháp về công nghệ thông tin để chủ động thực hiện việc chuyển đổi, thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử có hiệu quả. Theo thống kê của Chi cục Thuế tỉnh Hải Dương, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 8.000 doanh nghiệp tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, đạt tỷ lệ trên 80% tổng số doanh nghiệp tổ chức đang hoạt động có sử dụng hóa đơn. Ngành thuế tỉnh Hải Dương đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đến ngày 1 tháng 7 tới đây, 100% doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn tỉnh áp dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử theo đúng lộ trình đề ra. Với mục tiêu đến năm 2025 trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Quảng Ninh, nhiều năm qua Trường Đại học Hạ Long đã phối hợp chặt chẽ và không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác đào tạo với nhiều đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, từ đó tạo điều kiện để sinh viên có môi trường thực hành, thực tập và nhiều cơ hội việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp. Nguyệt Anh, sinh viên năm thứ tư ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Trường Đại học Hạ Long vừa kết thúc đợt thực tập trong vòng 2 tháng tại khu nghỉ dưỡng Premier Village Hạ Long Bay Resort. Với kết quả đạt loại tốt, Nguyệt Anh nhận được lời mời vào làm việc chính thức tại khu nghỉ dưỡng này ngay sau khi tốt nghiệp đại học vào tháng 6 tới đây. Khi mà nhận được cái thông báo đấy, em cảm thấy rất là vui, tự hào,
cũng có phần là bất ngờ đó, vì đã được có cái cơ hội việc làm này. Bản thân em thì cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể là khẳng định được cái thương hiệu đào tạo của trường Đại học Hạ Long. Trong thời gian thực tập đây thì các bạn đã hoàn thành rất tốt cái nhiệm vụ được giao, học tập được đầy đủ các quy trình quy định cũng như các tiêu chuẩn của ngành dịch vụ khách sạn. Dựa trên đó thì cơ sở ưu tiên các bạn trong quá trình tuyển dụng, vì đây là những cái người mà đã được đào tạo, cơ sở đã tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với những cái lao động từ bên ngoài. Từ năm 2015 đến nay, Đại học Hạ Long đã liên kết với khoảng 50 doanh nghiệp trong việc hỗ trợ đào tạo, thực hành, thực tập và tuyển dụng. Qua mối liên kết này, tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên của trường được thực hành, thực tập và có thêm nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Doanh nghiệp có được nguồn nhân lực chất lượng cao. Những lần được đi thực tập thì chúng em được giáo viên hướng dẫn rất là nhiệt tình, chỉ bảo là chu đáo. Khi đến với những cơ sở nhà hàng tại địa bàn Quảng Ninh thì doanh nghiệp luôn sẵn sàng đón tiếp và chỉ việc tận tay cho bọn em, giúp bọn em có thêm những kiến thức và tự tin hơn trong công việc. Các cái chương trình hiện nay thì hướng cho sinh viên đến khả năng thực hành thực tập và hướng ứng dụng trong công việc. Ngoài ra thì chương trình còn giúp cho sinh viên tiếp cận cái kỹ năng mềm, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin và đặc biệt là khả năng ngoại ngữ của sinh viên để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế hiện nay. Sau gần 8 năm thành lập và đi vào hoạt động, Trường Đại học Hạ Long dần trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp nhân lực cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ, ngoại ngữ, thủy sản là các ngành đào tạo thế mạnh của nhà trường. Nhiều năm liền, Đại học Hạ Long có trên 90% sinh viên khoa du lịch, 80% sinh viên khoa ngoại ngữ tìm được việc làm đúng chuyên ngành ngay sau tốt nghiệp. Đặc biệt ở các chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, thủy sản, 100% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Đại học Hạ Long là một trong những trường đại học hàng đầu tại tỉnh Quảng Ninh cũng như là tại vùng Đông Bắc của Việt Nam. Và ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến tỉnh Quảng Ninh đầu tư vào những năm 2014 cho đến năm 2016, thì tập đoàn Sun Group đã ngay lập tức là lựa chọn trường Đại học Hạ Long để cùng đồng hành phát triển hợp tác trong cái lĩnh vực cung cấp nguồn nhân lực, đào tạo cũng như là tuyển dụng để phục vụ cho cái nhu cầu phát triển lớn mạnh của tập đoàn Sun Group. Mục tiêu của Trường Đại học Hạ Long đến năm 2025 trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Quảng Ninh và hướng tới trở thành cơ sở đào tạo uy tín trong nước và khu vực. Để thực hiện tốt mục tiêu này, nhà trường tập trung đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo trên 4 lĩnh vực chính: du lịch dịch vụ, ngoại ngữ, kỹ thuật công nghệ, xã hội nhân văn. Đây là những ngành phù hợp với định hướng chiến lược của tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển thực tiễn của xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 71 đơn vị với 144 dự án. Trong số dự án đoạt giải, Quảng Ninh tham gia 2 dự án, cùng dự án hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh trung học phổ thông trong đại dịch COVID-19 của nhóm tác giả Lê Tuấn Minh và Lê Quang Minh, trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long, xuất sắc giành giải 3. Và dự án tối ưu điều kiện tách chiết polypernon tổng số từ lá cây húng quế bằng mô hình Puk Penken và thử nghiệm bảo quản trái cam của nhóm tác giả Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Khải Gia, trường Trung học phổ thông Uông Bí, đoạt giải triển vọng. Thành tích trên cho thấy nỗ lực của học sinh Quảng Ninh trong nghiên cứu, sáng tạo khoa học công nghệ, kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống. Theo ban tổ chức, có 71 trên 144 dự án tham gia đoạt giải trong cuộc thi năm nay, đạt tỷ lệ 49,3%. Sau đây là một số thông tin về kinh tế xã hội đáng chú ý. Mới đây, nhà mạng Vinaphone đã phát cảnh báo các thuê bao về tình trạng tội phạm lợi dụng tính năng chuyển hướng cuộc gọi để đánh cắp thông tin mã OTP của người dùng. Theo đó, kẻ gian thường giả danh là nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng, ngân hàng, ví điện tử để gọi cho khách hàng hướng dẫn sử dụng dịch vụ hay giải quyết sự cố bất kỳ và yêu cầu khách hàng các thao tác xác nhận trên máy điện thoại, cụ thể thao tác mã lệnh trên bàn phím là ...21, số điện thoại kẻ lừa đảo, thăng, ok. Sau khi lừa đảo chiếm quyền nhận cuộc gọi, kẻ gian sẽ lấy được mã OTP, từ đó dễ dàng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, kiểm soát chiếm đoạt tiền trong ví, tài khoản ngân hàng, liên kết với ví điện tử. Trong bối cảnh lạm phát đang chịu áp lực tăng lên, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát. Từng tổ chức tín dụng sẽ được thông báo và định kỳ rà soát, xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính và khả năng tăng trưởng tín dụng lành mạnh. Các ngân hàng phải hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ, cho vay phục hồi nhu cầu đời sống.
tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý, không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông, trái phiếu doanh nghiệp. Giá gạo nguyên liệu xu hướng bật tăng trở lại. Cụ thể, giá gạo NLIR504 lên mức 8.100 đồng đến 8.200 đồng 1 kg, gạo TPIR504 lên 8.900 đồng 1 kg, tấm IR504 lên 8.300 đồng 1 kg, cám khô lên 8.250 đồng 1 kg. Trong tuần qua, giao hàng gạo Việt Nam không có nhiều biến động so với tuần trước, tuy nhiên lượng xuất khẩu gạo trắng sụt giảm mạnh, trong khi lượng gạo thơm bật tăng. Giao hàng gạo đi Trung Quốc tiếp tục tăng, giao dịch gạo nếp chậm lại. Hiện giá các mặt hàng vật liệu xây dựng đều tăng khoảng 10% đến 15% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán, như xi măng tăng khoảng từ 7 đến 10 nghìn đồng một bao, cát xây dựng tăng khoảng 40 nghìn đồng một mét khối. Với các mặt hàng trang trí nội thất, từ đầu tháng 3 đến nay, các loại gạch men lát nền tăng khoảng 50 nghìn đồng so với tháng 2, lên mức khoảng 250 nghìn đồng một mét vuông. Sàn gỗ công nghiệp tăng 50 nghìn đến 60 nghìn đồng một mét vuông. Các loại sơn nước tăng 250 đến 250 nghìn đồng một thùng 18 lít. Lái xe sử dụng rượu bia luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và đây cũng là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để kéo giảm tai nạn giao thông, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang huy động tối đa lực lượng phương tiện, tăng cường tuần tra 24/7, quyết liệt xử lý lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn, sử dụng ma túy. Đường Trần Quốc Nghĩễn, 13:30, khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, lái xe ô tô biển kiểm soát 15A67911 dừng xe ngay giữa đường và đổi tài xế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện không chỉ lái xe mà chính người lái thay cũng vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao. Không chỉ tìm cách thay đổi tài xế, quay đầu bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, nhiều lái xe vi phạm còn có thái độ không hợp tác, không ký vào biên bản xử phạt. Đối với những trường hợp mà khi phát hiện tổ công tác có lập chốt kiểm tra nồng độ cồn mà có hành vi quay đầu, thì chúng tôi sẽ sử dụng các cái thiết bị kỹ thuật như máy ảnh camera để quay lại hình ảnh, thu thập hình ảnh và thông báo cho các tổ chốt trên tuyến để tiến hành kiểm tra xử lý. Đối với những trường hợp mà cố tình không ký biên bản hoặc không làm việc thì chúng tôi sẽ lập biên bản theo quy trình và mời người làm chứng ký vào biên bản vi phạm hành chính và tiến hành niêm phong xe đưa vào kho tạm giữ theo quy định. Thực tế cho thấy, dù mức xử phạt vi phạm hành chính về nồng độ cồn đã tăng cao, tuy nhiên tình trạng lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn vẫn diễn biến phức tạp. Để phòng ngừa tai nạn giao thông do lái xe uống rượu bia, Công an thành phố Hạ Long sẽ duy trì thường xuyên việc tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những lái xe vi phạm nồng độ cồn và sử dụng chất kích thích. Chúng tôi tăng cường đo nồng độ cồn bất cứ thời gian nào và trên tất cả các tuyến đường nội thị của thành phố. Thay đổi thường xuyên lúc ở vị trí này, lúc ở vị trí khác để tránh cho những người vi phạm biết được ở các vị trí chốt để né tránh chốt kiểm tra. Quyết liệt kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hạ Long cũng thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an và khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch COVID-19. Bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết tỉnh Quảng